Ngay từ đầu mình rạch ròi luôn để cho họ biết cá tính của mình là như vậy. Và làm việc là làm việc. Em nghĩ là nên cân nhắc ở tất cả các nhân viên ở văn phòng là cách ăn mặc đồ. Mặc đồ hở hang như vậy thì cũng là một cách để cho ông sếp gây hiểu lầm rất lớn. Dù gì mình cũng là thân nữ rất là yếu ớt. Và khi đối diện với những điều đó, em nghĩ là nên mạnh mẽ cứng rắn hết mình. Quan trọng nhất là mình phải kiếm cái gì đó để nó là một cái phần vũ khí để tự vệ cho bản thân mình. Phải chọn cái cách phản kháng nó tùy thuộc vào cái đối phương đó đang có những cái thái độ như thế nào. Thẳng thắn lên tiếng hoặc né ra xa, hoặc là phản ứng kịch liệt hơn nếu như có những cái hành động nó quá trớn. Mỗi con người chúng ta có một cái vùng gọi là vùng an toàn, khoảng cách là 0.5 mét, tức là vùng riêng tư của mình. Những người rất thân yêu với mình thì mới có thể tiếp cận ở cái vùng riêng tư đó.